Chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng ta xỉu trên tựa game 68 game bài. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em về những cái phương thức, về những cái cách tính toán làm sao để anh em có thể kiếm được cái thu nhập ổn định nhất trên con tựa game 68 game bài này. Ok nhé, có thể anh em nhé. Cũng có rất là nhiều anh em cũng từng chia sẻ rồi, và mình cũng đã áp dụng rất là nhiều cách như thế này. Thì mình thành công thì mình thấy con game nào ok nhất, con game nào ok thì mình cũng từng trải nghiệm qua rất là nhiều tựa game như là Sunwin này, Go 88 này, nhưng mà sau này thì mình qua con game 68 game bài này. Thì mình thấy trên game 68 game bài này, thứ nhất là lợi ích cho anh em là những gì, đó chính là cầu bắt dễ đó, cầu bắt bao dễ luôn, và cũng sẽ không bẻ này nọ, nhưng mà lâu lâu cũng bẻ đó, nhưng mà kiểu nào gọi là đó chỉ là gọi là cầu nghịch cậu thuận thôi, cầu nghịch cậu thuận thôi, cũng không có cái tay bệt nào gọi là vĩnh viễn cả anh em ạ, đúng không? Cũng không có tay bệt nào mà dài liên tục đâu, thì cuối cùng thì cũng phải gọi là gãy thôi, đúng không? Đó gọi là cầu nghịch cầu thuận. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cho anh em những cái phương thức gọi là kiếm thêm thu nhập ở trên cổng game 68 game bài này. Ok nhé, có thể nhé. Ở tay này thì toang rồi này, nhưng mà mình vẫn lãi được là 450 này, nếu mà trừ đi 500. Và bây giờ thì mình sẽ thực chiến vào cả xí ngầu mình bắt nhá. Qua cái xí ngầu 3 này thì anh em thể thấy hiện tại đang nằm ở trên cái điểm 6. Điểm 6 ở đây là cái điểm cao nhất. Đó, điểm cao nhất thì phải đi xuống rất là sâu là khả năng là xuống xỉu rồi, và cái điểm này thì khả năng là xuống cái điểm điểm 4 này, cái điểm xí ngầu 2 này khả năng xuống điểm 4 này, và tự tự đâu anh em ạ, và cái điểm này khả năng đi lên, mong là sẽ lên có một con hai. Ok, có một con hai thì chưa biết được, nên tôi đánh nhận 450 nhỉ. 450 thì mình sẽ áp dụng qua những cái phương thức này anh em nhé, ba cái phương thức của đoán cầu xí ngầu. Chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ bắt một con trên đây thôi, thì đây anh em thì thấy này, nó có lên đều đều này, đó lên đều đều này, bắt bao dễ luôn. Ôi về 2 lần 3 có 6 rồi anh em á, thì càng ngon chứ làm sao, càng ngon chứ làm sao anh em nhỉ. Nếu cái tay này, hai tay này nó đều xuống con 6 thì khả năng đi xuống rất là sâu hai tay, và hai tay này thì vậy thì sẽ ở con xỉu anh em nhé, hoặc là cái cầu này sao ạ, cái cầu này nó sẽ đi lên tiếp, đó đi xuống chậm chậm đó, kiểu cái kiểu cong 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 ở đây này, cong cong xuống đây nhẹ nhẹ này, vậy thì nó đang ở trên cái cầu bệt, đang nằm ở trên cầu bệt, khả năng là thế anh em nhé, khả năng là đang nằm ở trên cái cầu bệt này, đang nằm ở trên cầu bệt này, thì các bạn cứ theo cầu bệt thôi. Nếu mà về cầu bệt thì các bạn sẽ ăn được rất là nhiều tay, rất là nhiều tay anh em nhé. Đó anh em sẽ ăn được rất là nhiều tay và rất là ok luôn. Chị mở cầu đây, mà cầu này siêu chỗ, cái cầu này không biết nó lên hay xuống đây. Rồi xong rồi, thấy cầu 1, 2, 3 là thôi là thấy xác định rồi, cầu nghịch rồi, về nghịch này cầu, nhưng mà nhìn cái cầu này cũng khá ok này. Và thì hiện tại nó đang ở trên cái cầu cuộn anh em nhé. Nếu mà ba con đất bắt chéo với nhau như thế này, hiện tại khả năng là cầu cuộn nó khá là dài. Cái cầu cuộn này thì khả năng là mình sẽ thấy ok hơn này. 6 này thì cứ theo xỉu thôi. Cứ cầu này khả năng vậy thì mình cứ sao thiểu nó đến toang người thôi. Đó, không bệt bên trên thì cho nó bệt bên dưới cũng được. Đó, không bệt bên trên thì cho bệt bên dưới. Chính ngầu 1 này, chính ngầu 2 này, chính ngầu 3 này. Đó, ba chính ngầu này thì mình hiện tại mình đã bắt là người bắt chính ngầu mà anh em. Đang là người bắt chính ngầu. Đó, thì lý do tại sao anh em nên bắt chính ngầu là thứ nhất là xí ngầu thì giúp anh em không bị loạn mắt đó, và thứ hai là anh em thể đoán được những cái cầu nào gọi là cầu bệt, những cái cầu nào gọi là cầu thuận đó, và những cái cầu nào gọi là cầu nghịch, nó sẽ nghịch lại đối với anh em, đúng không, nó sẽ nghịch lại đối với anh em.
Đó, khả năng là thế anh em nhé, khả năng là thế thì nó sẽ nghịch nào và đối với anh em nhé. Một năm tay rồi anh em ạ, năm tay rồi, hiện tại đang năm tay rồi, mình sẽ cố thêm một hai hai đến ba tay nữa. Lâu lâu mình qua bên này mình test thử rồi, bắt chéo này. Đó, bắt bắt chéo thôi anh em, bắt chéo hai bên và cứ đợi cầu này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đợi cầu trên này sẵn đã. Khả năng này cầu này nó sẽ đi xuống này, cái con tài con chính cầu hai này là nó sẽ đi xuống này, đi xuống này chỉ sợ nó đi ngang thôi anh em, chỉ sợ đi ngang thôi. Rồi xong rồi, toang rồi, toang rồi. Thế toang rồi anh em ạ. May cầu hôm nay hay. Hên quá anh em ơi. Hên quá, bên này gỡ lại cho mình này. Đó, vậy vẫn về được vốn rồi anh em ạ. Nó không sao, nó về được vốn là cũng ok rồi. Nó về được vốn của mình cũng gọi là ok rồi anh em nhé. Đó, về được vốn rồi. Con này đi lên này, con chín ngầu ba đi lên này, con chín ngầu hai đi lên này, thế một là đi xuống này, đã thế thì hai con đi xuống này thì mình cho em nó đi lên luôn 500 cả đó, và cứ tiến hành thôi, cứ đợi thôi anh em, cứ đợi xem cầu chuẩn này, xem đợi thêm cái cầu chuẩn thế nào đó. Đó anh em thấy không, cộng ngay 28 mét này. Còn gì nữa anh em? Trời ơi 36 mét. Còn gì nữa anh em nhỉ? Còn gì ở đây nữa? Quá là ok luôn. Quá là ok luôn nha. Đó, bắt cầu cũng khá là chuẩn. Ok, và lên cũng khá ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây thôi nha các bạn nhé. Chúc anh em sẽ kiếm được nhiều thu nhập trên cổng game 68 game 3.